tôi Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công của xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn dành nào sống trái tim Việt Nam. Người chiến thắng